slick talker since a jit. Winter time, all the time, ooh. Yeah. Look at the way that I move. Swag. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Thì lúc chúng ta quay trở lại với nhau rồi. Và hôm nay lại là một tập đi tìm giá quỷ đấy nha. Thì ok, thì mình sẽ đi tìm giá quỷ luôn này. Và ok, mình có 100 mét thôi. Và mình định làm cái clip tìm giá quỷ và cho những bạn tân thủ. Nhưng mà về đảo cố tìm thì mấy ông kia ông cứ tranh mất, ông nhặt xong ông không cho luôn. Thế là mình hiện tại mình cũng không quay được, cho nên mình anh em coi tạm clip này nha. Thì nhặt được chén nào ăn chè đấy, luật vốn là như vậy. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lựa và cắn luôn. Hiện tại thì nó ở chắc là bên Do Flamingo rồi. Trái gì đây? Trái gì đây? Bây giờ mình sẽ mày đừng chém tao nào. Ui dồi ôi. Ui dồi, mình mới đi ngang qua thấy cái trái gì màu xám xám. Ui dồi ôi. Thôi xong rồi. Cái trái màu xám xám này là bây giờ chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Một là smoke. Hai là không phải gura nha, gura nó hơi phát sáng một tí. Nó vẻ dáng nó tròn tròn. Ba là spring. Đó, ba là hai là spring. Ba là string, nhưng mà hiện tại string là 10%. Smoke là 50%. Và spring là hơn 100%, ok. Để coi nào. Ôi. Ôi, what the fuck? Ồ. À. Mới trái đầu tiên mà trời thương rồi. Cảm ơn admin nhá. I love you admin. I love you. Anh Nob ơi, I love you. Ủa anh em ơi, trái này trái sờ chinh anh em ạ. Trái sờ chinh nha. Trái sờ chinh nha, trái sờ chinh nhá nha. Ok, bây giờ chụp tấm hình lại làm kỷ niệm coi. Đẹp trai ngay, ok. Ăn luôn. Trời ơi. Admin mới trái đầu tiên mà đã thương thế này là tốt rồi. I love you admin nhá. Nhớ tí nữa trái nào xịn hơn nữa nhá. Đã xịn rồi là phải xịn hơn nữa nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi và ngồi đợi cái trái thứ hai luôn. Vì tự nhiên có hứng làm clip luôn anh em ạ, sướng quá. Và ok, bây giờ cái trái của thứ hai của chúng ta cũng đã ra rồi. Thì sorry anh em nha, là chỗ mình đang mưa hơi to cho nên mình phải nói to đây anh em ạ. Nhưng mà không sao, mưa là biểu hiện của sự may mắn. Mưa để trôi hết đi những cái xui xẻo đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta thấy cảm thấy may mắn với cái trái đầu tiên là trái string. Đấy. Và cái này cách mình 700m lận, vậy là mình biết chắc là nó ở đâu rồi. Đó chính là đảo Hot and Cold. Đấy, mưa to lên. Mưa nhiều lên để trôi đi những cái sự xui xẻo. Mà tí nhặt được bom nữa thôi nhá. Lên kiện trời. Đây không phải cóc kiện trời, nó mà là KL kiện trời. Ok, 500m. Đó chính là Hot and Cold chắc luôn em ạ. Nhưng mà ở Hot and Cold thì đa phần toàn trái yếu thôi, không có trái gì xịn đâu. Nhưng mà mình cứ tin tưởng như đó là được đúng không? Là gì đây? Đấy, nó mưa hơi to anh em ạ. Cho nên anh em cố gắng nghe nhá. Mưa hơi to. Chẳng hiểu sao mưa nó to thế nhỉ. Mấy hôm nay có vẻ nước mình các tỉnh mưa nhiều. Mình thấy tỉnh nào cũng thấy mưa. Anh em nào mà ở miền Trung thì thấy mấy hôm nay mưa nhiều quá cả đái. Đấy, miền Trung chào nhau phát này. Ok, 200m nữa. Sắp rồi. Ôi, hồi hộp thế nhỉ. Không biết trái gì ta. Mong là một trái gì nó xịn xịn một tí. Ok. 100m. Xuống này. Trái gì đây. Anh em thấy trái gì chưa? Ồ. Đúng này. Ôi bên kia rồi. Anh em thấy trái gì chưa? Anh em thấy trái gì chưa?
bên nào vậy? À bên đây à? Quá. Bên này. Thưa anh em thầy trái đi chưa? Mình là thầy đã tìm tím rồi nha. Thôi xong rồi. Được trái đầu tiên hên, xong bây giờ trái này lại toang rồi. Thôi xong rồi. Tạm biệt Sở Trinh nhá. Thôi đi đánh một con boss đã. Đi đánh con Smoke đó. Để cho nó lưu giữ lại kỷ niệm với trái Sở Trinh. Chứ thầy mém mà nhặt được chóp nhờ. Đen thế. Chóp nó ám mình 3 clip rồi đấy. Clip nào cũng có chóp. Mình đâu thích chóp đâu trời. Cứ ám mình không. Ok. Qua xử con Smoke này. Con Smoke này thì đánh nhanh thôi anh em. À không, người bình thường là sẽ nhảy qua cửa đấy, nhưng mà mình thì không. Phải như thế này nó mới chất. Đúng chưa? Quá chất luôn. Đấy, mưa nó nhỏ lại đấy anh em ạ. Ok, chém từ ngoài vào luôn cho sợ. Ok, đây. Mình nhớ là trong phim là có cái đoạn gì anh Smoker đánh nhau với Doflamingo này. Quả đấy mà không có bác Aokiji tới cứu thì không biết bây giờ còn Smoke không nữa. Chắc là Smoke không còn nữa mà chỉ là một nhân vật phụ trong phim thôi. Đấy. Thánh hành Smoker mà. Đánh nhau có ai là ai đâu. Đánh đâu thua đó. Ok. Một đấm vào họng này. Mà trong Blocky thì anh bạn Smoker này lại trở thành nhuộm tóc các kiểu bi lai đẹp trai không? Đó, nhưng mà vẫn là thánh hành, vẫn bị cả đống thằng vào đánh cho chết. Con này con boss dễ đánh nhất mình từng gặp luôn. Có khi nó còn yếu hơn là con sai boss ở đảo cố anh em ạ. Làm sao, đừng nên khinh thường nó. Ok, chém phát chết này. Xong. Ok, thì bây giờ mình sẽ ngồi mình đợi cái trái thứ 3 luôn nhé. Cái trái thứ 3 thì chắc chắn là mình mong là một trái xịn rồi. À, từ từ. Ăn đã chứ. Không em lại bảo. Đấy, ok chưa? Ok, ngồi đợi trái thứ 3 này. Ok, thì bây giờ cái trái thứ 3 nó cũng đã xuất hiện rồi nhé. Thì ok, cái trái thứ 2 là một cái trái nó dở một xịt như vậy. Trái thứ 3 nó cũng vậy. Một cái trái thì xịn sò một tí. Thì anh em có thể thấy là mình đang đứng ở cảng để mình hóng mát. Hóng mát cho đời nó lên coi. Đó. Mình sẽ hóng mát ở đây cho gió biển nó tạt vào cho nó hên. Thì không biết là nó có hên không thì thấy nó khá là gần đây anh em ạ. Cách đây có... Ui. Anh em thấy trái gì không? Mình thì thấy rồi nha. Thấy nó... Anh em thấy... Thầy gì không? Lại trái chóp. Admin. Mày lừa bố mày. Admin, trả lại cho tao. Trời ơi. What the fuck? Hai trái chóp rồi đây. Tại sao mày cứ phải để cái trái chóp vào trong đời mình ấy nhỉ? Trời ơi. Trận này là một tập này là một tập cực kỳ cái cú nhá. Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được cái thể loại này được. Lừa thì lừa nhau vừa thôi, lừa quá này nhá. Cái này là không thể đùa được nhá. Này, bây giờ đang có trái chóp mà còn ăn trái chóp thì làm cái gì nhỉ? Cay quá. Ăn cho nó đỡ tức quá. Rồi đấy. Chóp ăn chóp. Được. Game được. Admin được. I love you admin. Ok. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi trái thứ tư rồi. Trái thứ tư mà dở mới xác định người đầu tiên chị admin sẽ là Color Roblox. Ok. Bây giờ thì cái trái quỷ thứ tư được còn xuất hiện rồi nha anh em. Và hôm nay mình xuất phát ở một cái địa điểm nó mang tới sự may mắn rồi nha. Nhà máy mà đúng không? Chắc chắn nó sẽ mang đến sự may mắn cho mình. Thì không biết nó có may mắn hay không. Thì ok, mình sẽ đi tìm được. Và nó cách mình 800 mét.
Mới nhìn khoảng cách là biết không may mắn rồi đấy. Chán thế nhỉ. Ok thì chúng ta đã hai trái chóp rồi mà quả này còn là trái chóp nữa thì chúng ta nên vỗ tay cho admin vì không biết mình đã làm việc admin nhưng mà admin có vẻ không có thiện cảm với mình mấy. Yes, I love you. I love you admin. I love you very much. Hay lắm. Thế mà ông admin cũng nghĩ ra. Ok, còn 400m nữa. Chắc là trong kinh gầm rau rồi. Ok. 400m nữa. Ở đâu đây? Gần đấu trường à? À không, cái chỗ này thì mình nghĩ là ở chỗ Do Flamingo rồi. Flamingo Byron đấy. Để xem có đúng nha, nếu như đúng thì không biết trái gì. Bởi vì ở Flamingo Byron là đã giúp mình có trái sơ trinh rồi này. Bây giờ mà có trái gì xịn xò nhưng mà... Ok, chắc là bên Flamingo Byron. Nhanh. Di chuyển bằng cái trái chóp này là hơi khó em ạ. Ok. Không biết trái gì đây. Hồi hộp quá anh em ạ. Mong là đừng có trái dởm. Vì mình bị ám bởi trái dởm hơi nhiều rồi. Ok. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị. Không phải bên này. Để mình đi chậm lại một chút. Hướng nào vậy? À bên này à? Ôi xong rồi. Bên này là trái dởm rồi. Anh em thấy trái gì chưa? Anh em thấy trái gì chưa? Trái gì? Ôi trời. Ôi trời. Cái màu xanh xanh này anh em có thể thấy là một là OB, hai là survive. Nhá. Một là sờ ba, hai là OB. Nhưng mà OB thì đấy, có mấy cái trắng trắng nó bay bay xung quanh cơ anh em ạ. Còn cái này thì nó lại có cái gì nhọn nhọn nó đâm lên trời ấy nhỉ. Thôi xong rồi. Cái này là toang rồi. Trái này là toang rồi. Hay lắm. Ok, xịp xò đấy. Được, trái mình thích. Thích. Admin được. Mấy tập? 3 tập rồi nhá. 3 tập ám rồi nhá. 3 tập ám rồi đấy. Tập này tập thứ 4 rồi. Hết ám đi. Tưởng được trái sơ trinh nó phải như thế nào chứ. Ai ngờ nó đen vãi đại. Ok, bây giờ ngồi đợi trái thứ 5 rồi nhá. Trái thứ 5 chắc chắn với anh em luôn. Đó sẽ một trái cực kỳ xịn sò. Ok, ngồi đợi trái thứ 5 nào. Và bây giờ cái... Wow, cái gì nó mới xảy ra đấy? Chắc là quảng cáo anh em ạ, kệ nó đi. Ok, và bây giờ cái trái quỷ thứ 5 nó cũng đã ra rồi. Và trong nó mình bị kẹt flat á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm luôn. Và nó cách mình 600m. Yep, 600m. Mong là một trái xịn bởi vì mình đã vào trong nhà máy sản xuất trái ác quỷ để mình lấy hên. Anh em ạ. Ok. Bây giờ thì cái chỗ nhà máy trái ác quỷ mong là nó sẽ cho mình một lượng dương khí cực mạnh để mình có thể lấy được cái trái ác quỷ xịn sò nhất. Đó chính là trái OP. Nghe. Người không biết được trái OP không? OB, con trồn, con chiếc gì đấy không biết. Ok. Ủa sao cách 300m à, càng ngày càng tăng lên vậy. Ok, bây giờ mình sẽ đi lượm này. À. Ê, hình như có thanh niên nào đang tới đúng không? Thôi, mình phải đi lấy trước. Không thể để thanh niên nhặt được. Không được nhặt. Ô bên đảo zombie à? Lâu lắm rồi mới thấy một cái đảo zombie nha. Ồ, đúng là lâu lắm rồi mới thấy một cái bên đảo zombie nha. Mấy tập rồi á? Đây là tập đầu tiên mà thấy có một trái bên đảo zombie. Có vẻ khá xịn sò. Ok, mong là một trái xịn đi. Bên đảo zombie thì phải là trái xịn. Trái gì đây? Anh em thấy trái gì? Ui thôi xong rồi.
Ui tao xong. Ui rồi. Bệnh tim của tôi nó lên rồi. Ui tao xong rồi. Bệnh tim của mình nó lên rồi anh em ạ. Bệnh tim tái phát rồi. Ui rồi. Rồi. Tập trước thì hai hai bo à hai chóp. Hai chóp một sờ trinh. Hai chóp một sờ trinh, một sờ bring với cả một bom. Còn tập này là đâu, tập trước là hai bom. Hai bom, một sờ trinh, một sờ bring, một chóp. Còn tập này thì tứ quý. Vâng, hai chóp, một bom, một sờ bai, một sờ trinh, hay lắm. Được. Admin được. Được lắm. Được lắm. Admin, mối thù truyền kiếp của chúng ta đến đây chưa hết đâu. Ok, thì bây giờ clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy thích cái series tìm trái quỷ này của mình ấy, thì có thể để lại cho mình một like, một subscribe, một đăng ký kênh, đấm nát nút like, đấm nát nút subscribe, đấm nát nút chuông để có thể nhận nhiều thông báo khác nha. Và giờ thì bye.